Tập 9 The New Mentor, người mẫu toàn năng 2023 vừa lên sóng với những thử thách cuối cùng trước chung kết. Với đề bài là thực hiện video quảng bá ẩm thực vùng miền Việt Nam mang tính thời trang, các đội thi được kết hợp với dàn sao Thái Lan trong vai trò khách mời đặc biệt. Trong thử thách, các đội sẽ có 30 phút tập luyện, 35 phút thực hiện thử thách và 100 phút chỉnh sửa. Bên cạnh đó, mỗi nhóm sẽ có 5 phút để thuyết trình ý tưởng của đội. Kết quả cuối cùng, đội Hồ Ngọc Hà đã xuất sắc giành chiến thắng. Đội Lan Khuê đứng cuối nên phải cử hai người mẫu còn lại vào phòng loại. Đội Hà Hồ tiếp tục chiến thắng trong tập 9. Nhìn thấy bốn người mẫu trong phòng loại, Hà Hồ đã tỏ rõ sự khó xử khi đây đều là những gương mặt tiềm năng được đặc quyền xuất hiện trong vòng loại. Lâm Châu đội Hồ Ngọc Hà đặt ra câu hỏi, ngoài kỹ năng catwalk, chụp ảnh thì mỗi người qua chương trình The New Mentor sẽ có điểm đặc biệt gì khác người khác để cống hiến cho ngành thời trang Việt Nam? Đứng trước câu hỏi này, từng người mẫu lần lượt đưa ra các câu trả lời theo quan điểm của mình. Sau khi nghe từng câu trả lời, nhà sản xuất Dược Sĩ Tiến quyết định cứu Trà My đội Hương Giang. Còn lại ba người mẫu trong phòng loại, Hồ Ngọc Hà khó xử khi phải đưa ra quyết định loại. Sau cùng, Lâm Châu đã quyết định nói lời chia tay với Tưởng Vân, đội Thanh Hằng, và Hồ Ngọc Hà loại Bông Chuẩn, đội Lan Khuê. Đưa Trà My về phòng chờ, Hương Giang không tin vào quyết định của Dược Sĩ Tiến. Chứng kiến một tình bạn đẹp của Hương Giang và nhà sản xuất, Thanh Hằng thốt lên, cứ ngỡ Hương Giang và Dược Sĩ Tiến mâu thuẫn, nhưng thật ra họ rất đoàn kết. Bức xúc với Dược Sĩ Tiến, Thanh Hằng thẳng thắn nhắn nhủ, Tiến nói những điều mong muốn của mình và lý do Tiến thấy người khác đúng hay là N.